Hôm nay chúng ta sẽ đọc bài thơ Lình, tác giả Nguyễn Hưng Hải. Lá là lịch của cây, lá là lịch của cây, cây lại là lịch đất, cây lại là lịch đất, trăng lặn rồi trăng mọc, trăng lặn rồi trăng mọc, là lịch của bầu trời, là lịch của bầu trời. Bà tính nhầm mẹ ơi, bà tính nhầm mẹ ơi, 10 ngón tay là lịch, 10 ngón tay là lịch. Con đến lớp đến trường, con đến lớp đến trường, lịch lại là trang sách, lịch lại là trang sách. Các bạn cùng mình đọc lại lần nữa nhé. Lá là lịch của cây, lá là lịch của cây, cây lại là lịch đất, cây lại là lịch đất, trăng lặn rồi trăng mọc, trăng lặn rồi trăng mọc, là lịch của bầu trời, là lịch của bầu trời. Bà đính nhầm mẹ ơi, bà đính nhầm mẹ ơi, 10 ngón tay là lịch, 10 ngón tay là lịch. Con đến lớp đến trường, con đến lớp đến trường, lịch lại là trang sách, lịch lại là trang sách. Các bạn cùng mình đọc lại lần nữa nhé. Lá là lịch của cây, lá là lịch của cây, cây lại là lịch đất, cây lại là lịch đất, trăng lặn rồi trăng mọc, trăng lặn rồi trăng mọc, là lịch của bầu trời. Đừng có chơi thế luôn. Bà tính nhầm mẹ ơi, bà tính nhầm mẹ ơi, 10 ngón tay là lịch, 10 ngón tay là lịch. Còn đến lớp đến trường, còn đến lớp đến trường, lịch lại là trang sách, lịch lại là trang sách. Các bạn thật thì lịch của các bạn là ở đâu? Lịch là... Các bạn hãy sử dụng lịch của mình thật tốt nhé. Hẹn gặp lại các bạn.